Thầy chào các em. Tiết học hôm nay là tiết ôn tập để kiểm tra học kỳ 2. Thì trong tiết học này, thầy sẽ lần lượt nhắc lại một số nội dung kiến thức trọng tâm của học kỳ 2. Thì trong học kỳ 2, thầy chia làm hai phần. Phần thứ nhất là hiện tượng cảm ứng điện tử, và phần thứ hai là phần khoa học. Thì trong cái phần hiện tượng cảm ứng điện tử thì ta chỉ ôn từ bài truyền tải điện năng, máy biến thế. Còn những cái nội dung trước thì các em đã kiểm tra giữa học kỳ rồi. Nội dung thứ nhất ở trong phần này là truyền tải điện năng đi xa. Em phải nắm bắt được nguyên nhân gây hao phí điện năng trên đường dây, cách tính công suất hao phí. Có hai cách làm giảm hao phí điện năng, đó là giảm điện trở R của đường dây và tăng hiệu điện tới U ở hai đầu đường dây. Trong hai cách làm đó thì cách làm tăng hiệu điện thế ở hai đầu đường dây là cách tốt nhất. Và để thực hiện được hai việc là tăng hiệu điện thế ở hai đầu đường dây trước khi tải điện và giảm hiệu điện thế về hiệu điện thế sử dụng, thì một thiết bị đáp ứng được hai yêu cầu trên đó là máy biến thế. Cấu tạo, hoạt động và công thức của máy biến thế. Vai trò máy biến thế trong việc truyền tải điện năng. Thì những cái nội dung lý thuyết này thầy đã đưa xuống cho từng lớp các câu hỏi ôn tập, thì các em học kỹ. Phần thứ hai là phần khoa học. Thì trong phần khoa học thì cái hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng mới. Ở lớp 7 khi em đã học hiện tượng phản xạ ánh sáng thì năm nay ta học thêm hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Và ứng dụng của hiện tượng này đối với những cái dụng cụ quang học đó là thấu kính hội tụ, thấu kính phân kỳ, đó là hai thấu kính cơ bản. Và từ đó những cái ứng dụng về thấu kính như là mắt, cấu tạo, sự điều tiết của mắt, rồi các thật của mắt, rồi kính lúp. Thì trên đây là một số nội dung ôn tập để các em kiểm tra học kỳ 2. Về phần lý thuyết, thầy đã soạn thành những cái câu hỏi ôn tập có phần trả lời, thì các em sẽ học trong cái nội dung lý thuyết đó. Thì trong tiết học này, thầy chỉ ôn về cái phần toán, phần bài tập. Thì cái phần bài tập gồm có hai trường, hai phần. Phần thứ nhất là phần tính công suất hao phí sử dụng công thức máy biến thế. Phần thứ hai là bài tập về thấu kính, bài tập về vẽ hình, bài tập về tính toán của thấu kính. Thì phải chú ý là cái phần trọng tâm học kỳ 2 là thấu kính hội tụ. Nội dung bài tập thứ nhất là tính công suất hao phí. Bài 1. Người ta truyền tải đi một công suất 10 triệu watt bằng một đường dây có điện trở R bằng 4 ohm và đặt vào hai đầu đường dây một hiệu điện thế xoay chiều U bằng 20.000V. Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây. Và câu B. Để công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây giảm đi 25 lần, hiệu điện thế ở hai đầu đường dây phải có giá trị mới là bao nhiêu? Thì ta thấy cái bài tập này thì cũng không có gì khó khăn, chỉ có áp dụng công thức. Thì tóm tắt về cái phương pháp giải. Trước hết, để tính công suất hao phí thì công thức mình học là P hao phí bằng P
P bình nhân R chia cho U bình. Nhưng mà ở cái dạng bài tập mà tính công suất hao phí thì em nên đưa về công thức là P chia U tất cả bình phương rồi nhân cho R. Thì khi ta thay số vào và khi em thực hiện phép tính nó dễ hơn. Ta chia trước rồi khi em bình phương sau. 10 mũ 7 chia cho 2 nhân 10 mũ 4 tất cả bình phương nhân cho 4. Và kết quả là 10 mũ 6 quá. Ở câu B, để giảm công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây đi 25 lần, thì hiệu định thế ở hai đầu đường dây phải có trị mới là bao nhiêu? Thì ta đã học rồi, để giảm công suất hao phí thì cách tốt nhất là tăng hiệu định thế U ở hai đầu đường dây. Và để làm điều này thì người ta sử dụng mấy biến thế làm tăng hiệu định thế. Nhưng mà ở đây người ta chỉ yêu cầu thêm là tính lại hiệu định thế ở hai đầu đường dây. Cho nên công thức của mấy biến thế về số vòng dây vân vân thì ta cũng không không cần sử dụng ở đây. P hao phí giảm đi 25 lần thì có hai cách làm. Cách thứ nhất là các em tính tính lại cái P hao phí từ cái câu A, các em tính lại P hao phí sau khi giảm được 25 lần, rồi các em thay cái P hao phí đó vào cái công thức này thì các em sẽ tìm được cái U bình phương, tức là hiệu định thế ở hai đầu đường dây lúc sau, rồi từ đó các em tính được U. Và thầy hướng dẫn em về cái cách giải thích nó nhanh hơn. Đầu tiên thì ta viết công thức này ra, và trong công thức này P công suất tải điện, R là điện trở không thay đổi, P và R không đổi. Từ đó ta suy ra được P hao phí tỷ lệ nghịch với bình phương hiệu định thế U. Và nếu P hao phí giảm đi 25 lần do P hao phí tỷ lệ nghịch với bình phương U, như vậy ta suy ra được U bình phương tăng 25 lần. Và ta rút căn ra U sẽ tăng lên 5 lần. Như vậy là hiệu định thế mới, ta gọi là U phẩy, sẽ gấp 5 lần hiệu định thế ban đầu. Và các thay số ta tính được là 100.000 V. Như vậy ta qua cái nội dung thứ hai về khoa học thì thầy sẽ đưa một bài áp dụng nữa là bài tập về thấu kính. Thì trong cái bài tập thấu kính thì có bài tập vẽ hình và bài tập tính. Thì bài 2 là bài tập vẽ hình. Thì em thấy cho hai hình vẽ sau, biết AB là vật sáng, A phẩy B phẩy là ảnh ở hai hình. Câu A, dựa vào hình vẽ đã cho, em phải xác định A phẩy B phẩy là ảnh thật hay ảnh ảo và giải thích. Câu B, thấu kính đã cho ảnh này là thấu kính gì, là hội tụ hay là phân kỳ, em cũng phải giải thích. Và yêu cầu thứ ba, sau đó các em sẽ bằng cách vẽ hệ xác định quang tâm mô các tiêu điểm F, F phẩy của mỗi thấu kính trên. Thì các em chú ý ở bài này là câu A, câu B các em không được vẽ hình trước, mà các em chỉ nhìn hai cái hình ban đầu người ta cho để các em trả lời hai câu A, B, và cuối cùng thì các em mới vẽ hình. Như vậy ở hình thứ nhất ta thấy ảnh A phẩy B phẩy và vật có chiều như thế nào? Ngược chiều à, nên A phẩy B phẩy là ảnh thật. Thì trong cái quy ước ảnh cùng chiều, tức là ta dựa vào cái mũi tên, hai mũi tên nó cùng chiều thì là ảnh ảo, và nếu hai mũi tên nó ngược chiều
ta gọi là ảnh thật. Như vậy ta dựa vào cái mũi tên ảnh, ảnh ngược chiều với vật nên A phẩy B phẩy là ảnh thật. Ở bên hình này hai ảnh, ảnh và vật nó lại cùng chiều, vậy A phẩy B phẩy là ảnh nào? Ở câu B, thấu kính lá cho là thấu kính gì? Trong hai thấu kính hội tụ và thấu kính phân kỳ cho ta học, thì thấu kính hội tụ có thể cho ảnh thật và hoặc cho ảnh ảo, nhưng thấu kính phân kỳ luôn luôn cho ảnh ảo. Như vậy dễ dàng ta giải thích được câu B. Vì ảnh A phải B phải là ảnh thật nên ở hình này thấu kính lá cho là thấu kính hội tụ. Thế còn ở hình này thì sao? Tại vì thấu kính hội tụ và thấu kính phân kỳ đều cho ảnh ảo. Nhưng một điểm khác biệt nữa là gì? Ảnh ảo tập bởi thấu kính phân kỳ thì luôn bé hơn vật. Còn trong trường này, ảnh ảo A phải B phẩy lại lớn hơn vật. Như vậy, thấu kính ở hình thứ hai cũng là thấu kính hội tụ. Như vậy để giải thích đúng hai câu A và B, em phải nắm vững hoặc là hiểu được đặc điểm về ảnh thật, ảnh ảo. Đây, đến câu C là ta vẽ hình. Để xác định quan tâm hoặc là các tiêu điểm của thấu kính thì ta phải nhớ nắm vững các tia sáng đặc biệt của từng thấu kính. Như vậy ta đã có AB, A phải B phải. Thì từ B ta vẽ đường thẳng với nối B phải. Thì ta đã sử dụng tia tới đi qua quan tâm, tia ló chuyển thẳng tới ảnh và sẽ cắt trục chính tại quan tâm mô. Từ quan tâm mô ta vẽ thấu kính. Để xác định tiêu điểm thì ta sử dụng cái tia song song với trục chính, tia tới song song với trục chính, tia ló đi qua ảnh tức là đi qua B phẩy, cắt trục chính tại tiêu điểm F phẩy. Sau đó các em xác định tiêu điểm F đối xứng với F phẩy qua quan tâm mô. Thì sau khi ta biết ảnh A phải B phải là ảnh nào thì ta vẽ bằng nét đứt. Em thực hiện tương tự như ở hình thứ nhất, cũng nối B với B phẩy. Và cũng sử dụng tia tới của quan tâm, tia ló chuyển thẳng tới ảnh và tia song song với trục chính, tia ló đi qua ảnh cắt trục chính tại F phẩy. Nhưng mà do cái ảnh này nó nằm trước thấu kính nó là ảnh ảo, vì thế cái phần đường kéo dài, cái phần tia ló đi qua ảnh thì cái phần chiếc thấu kính khi mày vẽ nét đứt. Như vậy là cái phần vẽ hình này cũng không có gì khó lắm. Ta cố gắng tập vẽ hình, xác định quan tâm, xác định các tiêu điểm bằng cách sử dụng các tia sáng đặc biệt. Nội dung thứ hai của bài tập thấu kính đó là nội dung tính. Ta qua bài số 3. Cho vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có chiều cự 20 cm. Biết chiều cao của vật AB bằng 4 cm. Câu A. Biết vật đặt cách thấu kính 30 cm. Dựng ảnh của AB qua thấu kính, xác định tính chất của ảnh, chiều cao của ảnh,
À, thì cái phần xác định này thì các em phải tính được, tức là phải nêu ra được ba yếu tố: ảnh này là ảnh thật hay là ảnh ảo, cùng chiều hay ngược chiều, và phải xác định được ảnh cách thấu kính bao nhiêu, tức là vị trí của ảnh, các em tính chiều cao của ảnh. Và cô B thì muốn cho thấu kính, để thấu kính cho ảnh ảo có cùng chiều cao như trên thì phải dịch chuyển vật theo chiều nào một đoạn bao nhiêu. Đấy, bây giờ ta thực hiện câu thứ nhất, câu A trước. Ở đây thì người ta đã cho biết tiêu cự là 20 và đặt cách thấu kính là 30 cm, thì các em vẽ trục chính, vẽ thấu kính, rồi các em chọn cái tỷ lệ hợp lý OF là 20 cm và OA là 30 cm. Thì các em dựng ảnh bằng cách sử dụng các tia sáng đặc biệt. À, như vậy ta dựng được ảnh A phải B phải. Xác định tính chất của ảnh, dễ dàng các em nhìn thấy được A phải B phải là ảnh thật ngược chiều với vật và lớn hơn vật. À, bây giờ cụ thể hơn, ta sẽ xác định vị trí của ảnh, tức là ta sẽ tính độ A phải và các em xác định chiều cao của ảnh. Thì trong cái phần tính thì các em có thể sử dụng các ký hiệu về đoạn thẳng như là OA, OA phẩy, AB hoặc là A phẩy B phẩy. À, nhưng mà trong cái tiết này thì sẽ hướng dẫn em về cái cách sử dụng lại ký hiệu sao cho nó gọn hơn, nó dễ hơn. Ta gọi OF phẩy là tiêu cự đấy, ký hiệu là F. AB là chiều cao của vật, các ký hiệu là H. OA là khoảng cách từ thấu kính, từ quan tâm đến vật sáng AB là D. Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là OA phẩy, ta gọi là D phẩy. Và H phẩy là chiều cao của ảnh. Thì ta sử dụng những ký hiệu này thì trong cái phép tính của mình nó dễ nhìn hơn. Thì gợi ý để tính được D phẩy và A phẩy thì các em phải sử dụng kiến thức hình học, ở đây là tam giác động dạng. Em nhận xét hai tam giác OAB, OA phẩy với B phẩy động dạng theo yếu tố góc góc, có hai góc đối định bằng nhau, có hai góc này B, B phẩy xoay trong. Để từ hai tam giác đồng dạng ta viết ra được các tỷ số bằng nhau: OA trên OA phẩy bằng AB trên A phẩy B phẩy. Ta dùng những ký hiệu hoặc là D trên D phẩy và H bằng H trên H phẩy. Ở cái bước này thì mặc dù các em đã có D và H, cho nên là ta vẫn chưa có thể tính được D phẩy và H phẩy. Vì thế các em phải xét cặp tam giác thứ hai OIF phẩy và tam giác A phẩy, B phẩy, F phẩy cũng đồng dạng theo hai yếu tố góc góc. Ta viết cái tỷ số bằng nhau: OI trên A phẩy B phẩy bằng OF phẩy trên A phẩy F phẩy. Thì khi em viết các tỷ số bằng nhau này, em chú ý là phải đúng thứ tự đứng. Rồi, em thay bằng ký hiệu OI là bằng AB, mà AB là H, vậy thì thay OI bằng H. A phẩy B phẩy là H phẩy, OF phẩy thay bằng F. Còn A phẩy F phẩy, A phẩy F phẩy là cái đoạn này, thì các em sẽ thay bằng OA phẩy trừ cho OF phẩy.
là d phẩy trừ cho f. Đây ta gọi là hệ thức số 2. Hệ từ 1 và 2 em nhận xét có hai vế giống nhau. Thì vậy từ 1 và 2 ta suy ra hai vế còn lại bằng nhau. Đến đây thì em chỉ việc thay f d vào hệ thức số 3 thì em sẽ tính được d phẩy. Và sau khi tính được d phẩy thì em sẽ thay d d phẩy vào hệ thức số 1 thì em sẽ tính được chiều cao của ảnh là h phẩy. Thì cái bài tập này thì thầy đã ôn tập ở trong lớp. Ở đây thầy sẽ nhắc lại. Cosine của B. Để thấu kính cho ảnh nào có cùng chiều cao như trên thì phải dịch chuyển vật theo chiều nào một đoạn bao nhiêu? Thì ở câu này ta sẽ giữ nguyên vị trí của thấu kính và ta giữ nguyên cái tiêu cự và ta sẽ di chuyển vật. Thì các em đã học rồi, đối với thấu kính hội tụ tùy theo vị trí của vật, có thể vật cho ảnh thật hoặc cho ảnh ảo. Như vậy khi nào nó cho ảnh thật? À, khi d lớn hơn f. Và khi nào nó cho ảnh ảo? Là khi d nhỏ hơn f. Như vậy ở cái b này các em phải vẽ lại hình rồi các em phải tính lại. Để sang cô b nhé. Vẫn sử dụng các ký hiệu cũ và giờ ta gọi A. A là khoảng dịch chuyển, tại vì người ta có hỏi mình dịch chuyển một đoạn bao nhiêu, ta đã tìm cái đoạn dịch chuyển này. Thì các em có thể vẽ theo trong cái hình cũ, thì hướng dẫn em cách vẽ từ cái hình vẽ ban đầu nha, ta không có thay đổi gì hết. Bây giờ muốn thấu kính cho ảnh nào thì người ta phải di chuyển vật. Như vậy khi vật di chuyển lại gần hay ra xa thấu kính thì trong hai tia tới BI và BO thì ta sẽ giữ nguyên, ta thấy rằng là cái tia tới BI không đổi phương cho dù vật nằm ở bất kỳ vị trí nào. Vì thế ta sẽ giữ nguyên cái tia đó này. Và muốn nó cho ảnh ảo thì chắc chắn tia ló này phải có đường kéo dài về phía trước thấu kính. Cho nên em sẽ kéo dài lên về phía trước. Và em kéo dài đến vị trí nào mà cái khoảng cách từ điểm đó đến trục chính đúng bằng khoảng cách A phải B vậy. Và sau khi em xác định được cái điểm này rồi thì em nối với quan tâm O, thì cái đường thẳng này sẽ cắt cái tia song song với trục chính tại một điểm và đây chính là vị trí của vật lúc sau, tức là B1. Thì em kiểm tra lại hình vẽ. Khi vật nằm ở vị trí A1 B1 trong khoảng tiêu cự thì có phải nó cho ảnh ảo không? Như vậy để làm cái câu B này, thực hiện câu B này thì các em làm lại một cái bài tập giống như câu A. Giống như câu A nhưng mà ở đây là ảnh ảo cho nên là cái tam giác đồng dạng nó nằm ở vị trí khác và người ta cũng thay đổi cái ký hiệu vị trí của vật lúc sau là A1 B1. Vị trí của ảnh lúc sau là A'1 B'1. Và ta gọi OA1 là D1, OA'1 là D'1, H'1 là bằng H' là bằng A'1 B'1, tức là độ cao của ảnh lúc sau. Thì tương tự ta cũng xét gặp tam giác đồng dạng OA1 B1 và OA'1 B'1. Em làm tương tự, ta suy ra được
D1 trên D1 bằng h trên h1. Và cái độ cao của ảnh này mặc dù là ảnh ảo nhưng mà nó bằng với độ cao của ảnh lúc đầu. Và tam giác thứ hai OIF phẩy và tam giác A1, B1, F phẩy ta cũng có OI trên A1, B1 bằng OF phẩy trên A1, F phẩy. Và anh em thay khi hiểu H trên H1 bằng F. Bây giờ ta chú ý là cái A1, F phẩy bây giờ ta sẽ thay bằng OA1 cộng cho OF phẩy, tức là D1 cộng cho F. Nó chỉ khác chỗ này, trường hợp ảnh nào thì ta chú ý là A phẩy F phẩy bằng D phẩy cộng cho F. Từ 1 và 2 ta suy ra được tỷ số này bằng 1/2. Như vậy F ta đã có rồi, từ đó em tính được D1. Và sau khi có được D1 thì em sẽ tính được D1, ta thay vào 1 và ta mới so sánh. Vì D lúc đầu là D bằng 30 cm, D1 em đã tính được 10 cm, lớn hơn. Như vậy ta phải dịch chuyển vật lại gần thấu kính. Và dịch chuyển một đoạn bao nhiêu? Muốn tìm cái đoạn dịch chuyển này, tức là muốn tìm cái đoạn A1, A1 à, xin lỗi, muốn tìm cái đoạn A, A1 thì ta sẽ tính A, A1 bằng OA trừ cho OA1, tức là D trừ cho D1. Em tính được A bằng 20 cm. Như vậy cái bài số 3 này thầy muốn ôn cho các em về cách tính toán trong trường hợp thấu kính hội tụ cho ảnh thật và ở câu B là thấu kính hội tụ cho ảnh ảo, lồng ghép hai cái tính chất này vào trong một bài. Và một bài nữa thầy muốn ôn cho các em, bài số 4. Thì cái dạng bài này là người ta không cho biết tiêu cự, cho biết ảnh thật cao gấp 3 lần vật và cho biết khoảng cách từ vật đến ảnh. Cái dạng khác so với cái bài vừa rồi. Câu A, bằng cách vẽ hãy xác định quan tâm và các tiêu điểm. Thì ta dựa vào cái bài số 2, biết ảnh là ảnh thật cao gấp 3 lần vật thì dễ dàng em xác định được quan tâm và các tiêu điểm. Ở câu B, tính tiêu cự ta cũng gọi D, D phẩy A phẩy B phẩy bằng 3 lần AB. Khoảng cách từ vật đến ảnh, tức là A, A phẩy, ta cho biết là 120 cm. Các bước làm thì phương pháp chung là em cũng sử dụng tam giác đồng dạng. Cặp tam giác thứ nhất OAB và OA phẩy B phẩy, ta có OA trên OA phẩy bằng AB trên A phẩy B phẩy, tức là D trên D phẩy bằng H trên H phẩy. Và vì ảnh cao gấp 3 lần vậy, ta thay cái H phẩy này bằng 3H thì em sẽ rút gọn được vì tỷ số này là 1/3. Ở cái bài trước là sau khi ta viết được cái tỷ số này ra thì em xét cặp tam giác thứ hai. Nhưng mà chú ý ở bài này,
ở cái bài trước là người ta cho em biết trước D, nhưng mà cái bài này người ta không cho D, người ta không cho D phẩy. Như vậy trước khi ra xét đến cặp tam giác thứ hai thì em phải chú ý cái điều kiện này: khoảng cách từ vật đến nặng là 120 cm, nó có liên quan gì đến D và D phẩy hay không. Như vậy là từ hệ thức số 1 em nhân chéo lên, em tính được D phẩy bằng 3D, và em thấy A phẩy thì bằng là OA cộng cho OA phẩy, tức là D phẩy cộng cho D hoặc là D cộng D phẩy bằng 120. Như vậy ta thấy cái điều kiện đề bài cho nó có liên quan đến D và D phẩy, và ở hệ thức 1 là cũng có liên quan đến D và D phẩy. Như vậy từ 2 và 3 em thế vào đây thì em sẽ tính được D, D phẩy. Và sau khi có D hoặc là D phẩy rồi thì em mới xét cặp tam giác thứ hai để em tìm tiêu cự của thủ kính, cũng là cặp tam giác OIF phẩy và A phẩy B phẩy F phẩy. Ta viết hai tỉ số bằng nhau, ta thay OI là H, A phẩy B phẩy là H phẩy, OF phẩy là S, và A phẩy F phẩy thì em thay bằng OA phẩy trừ cho OF phẩy, tức là D phẩy trừ S bằng 1/7. Ta thay cái D phẩy vào hệ thức số 4 thì em tính được tiêu cự của thủ kính là 22,5 cm. Như vậy qua bài này thì ta thấy em chú ý thêm, tùy theo cái điều kiện đề bài cho, ở cái bài trước vì ta không biết được D, vì ta không biết được D phẩy và H phẩy, vì thế em phải xét cặp tam giác thứ hai rồi em kết hợp hai cái hệ thức của mỗi cặp tam giác để em tính được. Nhưng mà ở bài này thì sau khi viết được cái tỉ số đầu tiên thì em phải lưu ý cái đề bài người ta cho, cho nên là mình phải sử dụng cái điều kiện A phẩy này để chi, để em tìm được D, D phẩy. Thì phải tìm được hai đặc điểm này, hai yếu tố này thì em xét cặp tam giác thứ hai thì em mới tính được tiêu cự của thủ kính. Chứ nếu như em chưa tính được D và D phẩy mà em xét cặp tam giác thứ hai thì em nhìn thấy đây, F chưa có, D phẩy chưa tính được thì không thể nào ta tìm được tiêu cự của thủ kính. Cho nên cái bài này thì nhắc em là không phải lúc nào ta cũng làm giống như cái bài số 3, mà có tùy theo cái điều kiện đề bài tính được yếu tố nào ở cặp tam giác thứ nhất thì các em phải tính ngay. Thì vừa rồi là thầy đã ôn cho các em được những nội dung chính trong cái bài tập ở cái bài kiểm tra học kỳ 2 sắp tới. Em ôn tập kỹ về phần vẽ hình, về cách tính ở trong trường hợp thấu kính. Thì bài tập thì chỉ nằm trong những nội dung này thôi, còn bài tập về truyền tải điện năng đi xa thì cũng tương tự như cái bài thầy đã ôn cho các em, là biết cách tính công suất hao phí, biết cách tính hiệu điện thế ở cuộn dây thứ cấp nếu ta dùng máy biến thế làm tăng thế nhằm làm giảm hao phí điện năng, hoặc là em kết hợp thêm công thức về hiệu điện thế là số vòng dây trong cái công thức của máy biến thế. Còn ở bài tập văn học thì yêu cầu em phải có kỹ năng vẽ hình.
Tại vì phần này là có điểm trong bài kiểm tra sắp tới. Rồi phần tính thì chỉ nằm trong nội dung của bài 3 và bài 4. Tiết học hôm nay đến đây là hết. Thầy chúc các em ôn tập thật kỹ để làm bài kiểm tra với kết quả tốt nhất. Thì chào các em.